Ôi trời, sáng giờ kẹt 3 tiếng đồng hồ ngồi trên chiếc xe đường 45 nọt nè, mình đương bị kẹt ở chỗ cái khúc chỗ Long Vĩ xe. Từ trước cái khúc Wilmington Carson Avalon nè, trước Avalon nửa dặm không biết bị cái gì mà từ cái khi qua Carpool mà nó đóng luôn mà 4 1 2 3 đóng 4 lên còn có 1 lên thôi. Đó, bây giờ vẫn còn nằm ở đây nè. Nóng quá chừng nóng luôn. Đó, y xèo vậy đó, bữa đó mới ai mới quở đó đường học cái chạy cũng ngon ơ ha. Lâu lâu bị kẹt ra. Nó có xe thô rồi tới rồi bên trong này, nó bên trong đường này là có xe thô sẵn hết rồi đó. Mà cái xe này, cái điệu này nó là chắc lực nằm ngang đường cái accident gì dữ dội lắm à. Không có vô trong được hả? Chưa vô không? Trong có chiếc xe đậu sẵn rồi. Bên mình thấy ra đường chống đóng một lên bên trong, phải tay phải này là Carpool này, bên này là cái xe trước mặt mình, xe cắn mình xe Hyundai đó. Và chiếc đây là chạy là cái lên chạy nhanh nhất của cái đường bình thường đó, mà nó lắp cho thêm đường nữa rồi còn hai ba lên nữa, chỉ còn một lên chót thôi. Tại sao, vì sao mà em kẹt? Trong lề đó là cái gì đó, Metro Freeway Service gì đó, chiếc xe Honda nè. Thằng Mercedes này nó phải nhường cho ảnh rồi mà nó còn ráng nhú nhú lại nữa. Ông ơi, ông mà muốn cày thì ông ấy ông đừng có uẩn tôi á. Cho mấy bạn xem cái cả cảnh mà freeway nó kẹt như thế này nè. Đó, một lên, một đường, hai đường, ba đường, đụng còn xa lắm. Tuốt cái chỗ cái xích cái chỗ cái bảng trắng trắng tuốt kia đó, thấy có gì đông đông đậu trên đó đó. Chắc đụng lên Carpool rồi cho nên nó mới đóng cái lên Carpool. Only Carpool chút xíu đó, trước khi tới 110 freeway, 110 á, Harbor Freeway á, là chỗ đó là nó nối San Pedro và thành phố LA ngay tại City Hall của LA đó, ngay góc đường Temple với 101 đó, là nó nói vô đó đó. Ôi trời đất cười, nó cái đường 110 đó là chỉ là cái đường quận thôi, đường trong quận thôi, là local, là freeway xa lộ nhưng mà của cái local thành phố đó thôi, của quận Los Angeles chứ nó lộn, nó nhầm. Quận này á, thành phố này nó kêu là Wilmington, bên tay trái là Long Beach, bên tay phải là Carson đó. Mấy cái thành phố này nó gần gần nhau không? Nãy giờ đi đó mà chưa được là 15 dặm nữa, 3 tiếng đồng hồ luôn, như con rùa, thiệt tình, đã không được ăn đồ ăn Việt Nam mà còn bị kẹt xe gì nữa. Cũng nhờ có lông bầu trời với lông nước đá chứ mưa cũng chết rồi, khát chết luôn. Thôi nhưng mà nó đổ, bữa nay nó đổ bê tông á, lúc 10 giờ rồi bây giờ thằng Phong nó chắc cũng kẹt ở đâu đó đó. Ra nó giờ là cái xi măng là tới 1 giờ, ra mình cũng thư thả nhưng mà mình còn cái chớp đó mình phải làm cho xong rồi mình đi qua bên kia mình kiếm đồ ăn rồi luôn. Lọt thêm một len nữa, nó còn có một len chớp mà bây giờ cái này cái xe thô nãy cho giờ mình cũng chạy, bây giờ đi ông lại chạy rồi ghé ông. Chắc giờ nó xong rồi nó mới cho đi kéo ấy. Kéo vô lề đó, chứ đó là chỉ kéo xe trên khu quê và đổ tới cái xích tới rồi an toàn đó, để mình ví dụ như bể bánh xe rồi này kia, rồi bây giờ lại chui vào đó, chui vào có người lại chữ mà đó, 1 2 3 4 lên rõ ràng nha. Ở trong này nó còn có một lên thôi. Chù chà, cũng tò mò quá nhưng mà mình cũng rảnh mà. Ôi trời, bây giờ một lên thôi chứ bây giờ chạy không có nào nó dành mình với mình nữa hết rồi.
Tội nghiệp quá Hương. Thôi kỳ này bỏ rút lên đi, mình không có lệ thuộc gì nữa hết nha. Thứ nhất là bây giờ mình đã tốt nghiệp rồi, mình thi xong cử xong mình tốt nghiệp rồi, mình không còn lệ thuộc con vợ nữa, là mình tự động mình lái xe đi một mình được rồi. Ha. Giờ anh đâu có thích ăn chay nữa hả? Được chứ mà nú răng của mình đó. Okay. Bây giờ đó mình bây giờ đó thì về mình làm cái bánh cuốn chả lụa ăn thì được rồi ha, sắc sợi 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 ra ăn. Nói 100 năm nay rồi anh về em nói anh pha bột đi em, rồi em cắn luôn con. Bữa cái bột đi mua về anh cắt đâu dẹp đâu để em đâu biết không, mày tự cái bột bị dưới thùng chỗ sổ. Ok. Em làm một gói cho nó xong hết luôn cho rồi, để khỏi mất công để dành lại bánh cuốn. Chị Lan chị cũng nói là cái bánh ướt ăn ngon hơn bánh cuốn. Đây nè, quá chừng nó đốt, quá chừng nó đốt tới cái kia nó tàn luôn rồi, mình cũng còn đi chưa tới, tắt lửa rồi. Cái đèn á, ở dưới lòng đường là có những cái đèn đó, cái đèn là, nó kêu là hazard đó, là nó đốt lên ở trên đường á. Cái mình thấy mà mình đèn nó cháy sáng mà khó xì vậy đó thì mình biết vậy, cái mình chậm lại mà tới mà nó tàn luôn rồi, nó tàn nó tới cho trắng ra luôn á. Mà cái đường nó vẫn còn kẹt bốn đường luôn, cái đường nó đậu đường cái này đó là xa lộ 405 này là nó xa độ lộ của liên bang, cho nên nó chạy lên tuốt tuốt lên bên Canada tới Alaska luôn mấy bạn. Nhưng mà nó lên trên đó đó thì nó lại nhập chung với cái đường 5 đó, là nó chỉ lại chạy trong nội địa Mỹ thôi, còn cái năm á nó mới là đường chạy xuyên là châu Mỹ luôn. Đó, bây giờ vậy. Ôi quá là nó cho vô cái đường Avalon này nè, nó đóng cái đường này đó. À. Quá ra em đóng cái đường đó lại không có cho đi qua coi, chắc là đụng xe chết người hoặc là mấy cái xe gì nó spill á dữ dằn ha. Chắn ngang đường luôn. Tiên sư nó không nói trước để cho ta ra trước mấy đường. Nguyên cái khúc này đóng luôn. Chờ đây nó dọn đi sạch hết rồi đó. Ở đây là không có thấy nguyên đóng nguyên cái con đường này luôn. Ok. Thẳng bên kia được không? Qua bên khoảng qua bên trái đi. Qua bên trái hay bên phải? Bên trái. Nó dẫn đường á, nó chỉ dẫn đường cho mình nó chạy vô trong local này thôi, chứ nó không có biểu cọc đường gì, nó tụi chưa có thằng nào nó chỉ cho mình nó đi nó chạy đường nào ngoài phải đây. Khi người ta đi chỗ khác mình chạy thẳng đi, chạy dẫn lên cái xích trên rồi mới đi ra. Có sai quê là nằm chút ở biển đó, mình không có ra thế đó. Thôi giờ kiểu như đi dạo chơi dùng gương minh tinh này đi. Ôi. Tại sao thằng Oscar nó 10:20 anh taxi cho nó à, sao thô tới nữa nè. Nó dọn sạch đường rồi nhưng mà nó có cái gì đó cho nên nó mới còn đương đóng đường nè. Hả? Chẳng nó lại hỏi thử coi. Ừ trời, cây gì lá nó bóng lưỡng. Xin từ giá chàng đi chơi chút nghe. À chạy tiếp thôi hả. Ở nửa dặm nó tới cái đường men đó,